Bệnh viêm loét dạ dày, bệnh đau dạ dày là một căn bệnh rất là phổ biến hiện nay và có rất là nhiều cách để chúng ta hỗ trợ điều trị. Nhưng hôm nay, Phan Hải sẽ chia sẻ cho quý cô bác chị mình một cái cách để chúng ta hỗ trợ điều trị đơn giản nhất và tỷ lệ thành công rất cao. Đây, cô bác chị nhận ra đây là cây gì không ạ? Đây là cây hoàng ngọc trắng. Có loại hoàng ngọc đỏ nữa. Cây hoàng ngọc trắng này còn hay gọi là cây sưng hoa hoặc gọi là cây con khỉ nha. Cây con khỉ là cây này, còn cây xương khỉ là cây khác. Mình sẽ cho cô bác chị mình xem. Đây là cây xương khỉ đây, hoặc gọi là cây mảnh cọng, hoặc đây là cây bìm bịp đây. Đây, hai sẽ ngắt một nhánh và so sánh cô bác chị mình xem ha. Đó, đây là cây xương khỉ đây, còn cây hồi nãy gọi là cây con khỉ, còn đây là cây xương khỉ, còn cái bìm bịp là cây này, còn cái kia là cây xương hoa hoặc là cây con khỉ hoặc là cây hoàng ngọc trắng. Rồi chúng ta sẽ đi đến cái cây hoàng ngọc đỏ ha. Đây, đây là cây hoàng ngọc đỏ đây. Đó, hoàng ngọc đỏ đó của anh chị, của anh chị mình thấy chưa? Hãy sẽ bẻ một nhánh và so sánh của anh chị mình ha. Hoàng ngọc đỏ thì nó như thế này đó. Rồi hoàng ngọc trắng gọi là cây con khỉ hoặc là cây xương khỉ hoặc là cây hoàng ngọc đỏ này, nó cũng có thể hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày rất là tốt. Nhưng cây hoàng ngọc trắng này thì theo Hoài biết và theo dõi thì nó điều trị tốt hơn. Rồi thì cái cách điều trị thì nó đơn giản lắm. Quan trọng là chúng ta sẽ có cái dược liệu này hay không. Cuối video Hải sẽ chia sẻ làm sao để cô bác chị mình có cái loại dược liệu này. Rồi ha, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách để điều trị. Khi chúng ta bị đau dạ dày, viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày, hoặc là ợ chua, hoặc là nói chung là bị về đau dạ dày, thì mỗi lần chúng ta sẽ bẻ sáng ra, súc miệng xong chúng ta sẽ bẻ, nếu lá lớn như thế này thì chúng ta lấy cho Hải từ 5 đến 7 lá, 5 lá, còn lá nhỏ như thế này chúng ta sẽ lấy 7 lá, hoặc là nhỏ hơn chúng ta sẽ lấy nhiều hơn nữa. Thì trung bình thì chúng ta lấy từ 5 đến 7 lá, lá tùy lá lớn nhỏ. Rửa sạch đi, ngâm một nước muối loãng, rửa sạch nước sạch để ráo đi. Và cô bác chị mình đó là nhai như thế này. Đây, cái cây này là hãy tưới thường xuyên cho nên nó sạch lắm. Đây, chúng ta sẽ nhai như thế này, nhai như vậy. Nó là nó nhớt nhớt, nó chua chua, nó nhớt nhớt, nó chua chua đó, và nó ngọt ngọt, nó có mùi, nó hơi thơm thơm đó. Chúng ta nhai như vậy, nhai từ từ, nhai cho thật nhuyễn, nuốt nước nuốt bã luôn, từ 5 đến 7 lá này đó. Đó là cách chúng ta điều trị đó bạn, cô bác chị mình ạ. Mỗi ngày chúng ta có thể nhai từ 1 đến 2 lần, và tốt nhất là chúng ta nhai khi đói nha, đói, bụng chúng ta đói thì chúng ta có nhai cái này, như vậy thì nó sẽ rất là tuyệt vời cho cô bác chị mình. Từ loại cây như thế này đó, thì cây này là có thể trồng bằng nhánh được. Hiện tại thì nó rất là cao đây, và nó còn cao nữa cô bác chị mình, có thể trồng nhánh được. Và thân của nó đây, cô bác chị nhìn kỹ nè, đây ha, thân của nó đây, nó có từng đốt như thế này đó. Thì chúng ta điều trị mỗi ngày liên tục, không ngưng nghỉ, chúng ta cứ sử dụng như vậy. Khi nào hết bệnh thì chúng ta sẽ ngưng. Và đây là cái lưu ý cho các bác chị mình đây. Trước khi chúng ta điều trị bệnh và trong khi chúng ta điều trị bệnh thì chúng ta nên kiêng cữ rượu bia, thuốc lá, hút thuốc cũng là một cái nguyên nhân gây đau dạ dày nha các bác chị mình nha. Rồi, kiêng cữ rượu bia, thuốc lá nè. Rồi những cái khi mà chúng ta bụng đói á, chúng ta không được ăn những cái thức ăn quá cứng, ví dụ như xoài, ổi, lê, mận, quá chua, quá cay á, hoặc trong mà chúng ta đang điều trị bệnh á, thì chúng ta cũng không ăn những cái loại thức ăn quá cay, quá nóng, quá lạnh đó. Như vậy thì nó, nếu chúng ta kiêng cữ được như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta mau lành bệnh. Và khi điều trị bệnh nếu không kiêng cữ thì chúng ta đừng nên điều trị bệnh, bởi vì nó không có công dụng đâu. Điều trị bệnh song song với vấn đề là kiêng cữ thì nó mới hết bệnh, và điều trị liên tục, khi nào hết bệnh thì mới ngừng.
nha. Lỗ này có thể làm rau sống ăn được, cho nên nó không có vấn đề gì với sức khỏe chúng ta. Rồi, khi mà các anh chị mình muốn có cái loại này, đơn giản lắm. Mở điện thoại lên, vào Google, đó là mua cây sưng hoa hoặc là mua cây hoàng ngọc trắng. Rồi, vào đó đặt mua thôi, có mấy chục ngàn cây à. Mua một lần xài một đời, con cháu chúng ta sau này xài luôn. Và nó rất là nhiều, rất là dễ sống, nó dễ sống vô cùng đó. Và ngoài việc điều trị về dạ dày, nó có thể hỗ trợ điều trị về viêm đường ruột, viêm đại tràng, bệnh trĩ. Và nó có thể hỗ trợ điều trị bệnh, tất cả các bệnh về bệnh gan, ung thư gan, đó, sơ gan, cổ trướng này nọ, viêm gan B, viêm gan C. Và nó có thể hỗ trợ chúng ta rất là nhiều cái bệnh khác. Nhưng trong video này, hãy chỉ tập trung vào vấn đề điều trị viêm lết dạ dày, đau dạ dày, viêm dạ dày cho cô bác chị mình từ lọ cây này. Đơn giản lắm cô bác chị mình à. Nếu như bệnh nhẹ thì trong vòng khoảng 5 đến 7 ngày thì cô bác chị mình sẽ có được một cái thuyên giảm rõ rệt, rất là tuyệt vời. Và kết hợp với chúng ta kiêng cử thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Rồi, như vậy thì cũng đã xong. Thì Phan Hải cảm ơn quý cô bác chị mình đã theo dõi đến video, đến cuối video. Chúc cô bác chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công cuộc sống ha. Video hãy đến đây, hãy xin được kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh Phan Hải Vlog vào video tiếp theo.